ở cuối sớm em ở một ngôi nhà nhỏ, có một cái thằng nó đập đá, mà một lần nó đập đá một cái nguyên phường nguyên xã biết nó đập đá luôn. Cái nết của người ta nó hiền, mình cái nết của người ta hiền chứ đừng có đi chém ai chứ, đập đá là phải hiền. Đó, chứ tại sao không? Nó sẽ không? Mỗi lần đập đá về, không làm cái gì chứ. Nó cầm cái chổi ra, nó sừng nó quét đủ má từ 11 giờ tối, nó quét tới 7 giờ sáng nó chưa vô nhà. Nó quét quen sớm luôn, nó quét quen cái đường quen sớm. Cái nết nó hiền. Ừ, làm như là nó đập đá vô cái nến hiền, nó quét quen sớm. Trời đất ơi, tối nghe sẹt 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 là biết rồi, ông nó đập đá về không ai chứ. Cái nến người ta vui vẻ, cái nến ta đập đá cũng phải cho vui. Đập đá vui vẻ, mình vui mình mới chơi. Thì mình chơi cái nến mình phải hiền, đúng không? Đó, có nhiều con tự nhiên bực hẩm, mấy dọn gái đồ leo đi dây điện. Trời ơi, dây điện mà làm như là dây thòng lọng, mấy má đi, mấy má đu 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 đu. Người thường làm sao làm được,